Chị thấy đàn này được hay? Đàn Được này sáng chịu rồi. dễ chịu. Đàn kia kinh quá. Đàn kia dành cho phẫu thuật thì được. Giữa sáng chị muốn sáng loạn. Lé luôn. Cầm máy đi, sáng chói vô màn hình cũng không thấy luôn. Giờ không có cái vòng tròn chính giữa này chị kìa, còn cái này không có vòng tròn bên thôi. Cái nó chính giữa cũng cứ ống luôn. Bên à, có mua mắm chi mà không phải mắm ná kìa, mặn chát á, cái ta chê cái tàu mấy sao mà đang ăn mà bỏ xuống nó mà đi làm mắm cạnh mà cắm còn ít mua đó, cái thấu gì đó con đi. Cắm mắt Ta nói được thôi chứ ta ăn xong đâu, chứ mình cũng làm tô để đó. Tàu bây giờ sao quá hay sợ mình nói ý là hắn không ngon thiệt thì mình chê thôi, ý là hắn dở miệng thì dở miệng là hay răng á. mắm chắc là mắm mắm gì cắn đó. Ăn quen rồi. Ừ, ấy cái mắm kia là em biết rằng mặn kiểu muối á, mặn tức cười lắm, gặp và đổ thêm xíu nước vô nữa lon lon nữa Nước à. kìa. Chị ăn là chị Những kỵ, món này người ta ít pha nước không? với lại hình như là mắm chị thấy là mấy đứa làm ra ngon à, đứa mua đang làm Lấy ngon món này nè, Lê Hậu đều làm ngon. Do bà Na này bà mua mắm khác thôi, do cái mắm á mà ăn cái này mà mắm nó không ngon là dở, mắc ngon vì ăn có vị chát chát khó chịu, chát kiểu muối mà ngày nay chị dở miệng hay răng lắm, ăn gì cũng thấy ngon, nắng nóng quay răng chắc được quá. lắm. Bà mua đi về play à, đi ăn xong rồi đúng Ok, ta ăn xong rồi mà bụng vẫn kêu. nó đang tiêu. Anh bay đi chơi về sớm không chị? Tính bữa nay chưa về. Giờ sớm Nghe đi phường tướng chắc đi mới thôi. gần đây mà Sơn Trà này mà, Tưởng bay xa như mấy khi. tính nó về xíu mà nửa tiếng. Chị kêu anh thấy về sớm á. Cái này là cái chắc không đi đi chưa về. Sao ông thích là cà phê hả chị? Không biết.
Gì vậy đánh mà ông nằm nhìn ông mới đẹp gì nè, ông ngồi nhìn không đẹp anh nằm nhìn mà ông bác nằm miếng đi. Sao nào là gì đẹp ông ngồi má mày phải xuống nằm tràn ra. Ông mà còn thấy con gái này khác là nghe kinh thiệt luôn á. Nít gì đó ở nhà là thấy khỏe thôi chứ bê đi đâu thấy thấy cũng mệt hết. Không làm gì em nói gì được, không làm gì hết. Nít có đi không nghỉ dưỡng thì được. Nghỉ ngơi để chẳng làm đâu. Không nghỉ dưỡng mà có điều hòa mát mẻ rồi. Ví dụ túi túi mát mát rồi bơi rồi chơi được. Chứ còn mà cho đi đâu thôi. Chịu nấu ra nóng nít nóng lực này. Bữa hôm chị đi chơi về chị đi đâu trời cũng nóng ghê lắm, cái con nó kêu chị đi chơi nắng ghê đó mà chị. Nắng thì đi cũng cực lắm, nắng cực á Mày mình nói rớt cái tụi hắn lăn ra cười, em biết là nó nắng cực kìa. Tụi thì tỉnh cười mà cười nằm ra đang cười luôn. Mấy cái tụi này thì ngôn ngữ kinh thì hồi xưa tay cũng đâu biết đâu, bữa nay tay cũng biết mà. Mấy người ta lên TikTok kìa nói vui dễ sợ. Hồi xưa tay không biết chữ không biết hết rồi chữ làm mình ăn mà qua hai mươi họ được có bị tối không đó. Biết bà Quỳnh bữa hôm qua răng rời, cái mũi răng rời. Mà nó mới dễ thương vậy đó. Em thích con kiến bá nhẹ nhẹ, bá không có quạo. Bị thì bị nhưng mà vẫn cười ấy. Thoải mái. Cười dễ thương. Cứ hỏi 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 em kiến nhẹ nhẹ. Dễ thương. Nhưng mà bà hề bà hoan gì sao. Thiệt luôn. Mà mấy người nói lại không chi nghe. Thiệt mà chị nói là vui vui thôi chứ không có chi. Chồng bà bằng phúc vậy á. Không có đi làm chi đâu chị. Cảm ơn. Bà lớn không chị? Lớn với 2 tuổi. Chồng bà nhỏ không hả? Nó nhìn bà dễ thương mà. Tính là mình dễ thương gì các ai cũng lắm dữ ra không sợ. Bà trăm bốc á, cái bàn tay rồi bà trăm bốc. Bà đi cho bố bà thì bà nó đen. Bà đen mà cái chân điểm to đen. Chân như trụ đình đó.
chân ngà ca như cột đình á, cái trụ điện á. Wow. Xong rồi. Giờ con xuống ăn. Được rồi. 10 phút rồi.